Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án nhận token Pokemon nhé. Tham gia dự án này mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ của trên cái form này yêu cầu nhé. Ok, sau khi mọi người đã vào rồi thì mọi người sẽ bấm Start cho mình này. Rồi, ở đây mọi người sẽ nhập địa chỉ email mọi người vào. Ok, tiếp theo mọi người sẽ bấm Ok cho mình. Ở đây mọi người sẽ join vào kênh follow kênh Twitter này. Và follow retweet lại kênh này nhá, hai kênh này mà Twitter lên. Bấm theo dõi kênh Twitter này trước này. Retweet. Bấm vào thích này, retweet lại cho mình. Rồi. Tiếp tục quay trở lại form này. Bấm vào kênh này. Có phải một kênh không? À đây, retweet đây. Mình vừa retweet xong đúng không ạ? Thế thì mọi người retweet bằng đây nhá, mọi người copy cái username này cho mình. Để mình xem nào. Bên này nó bảo là có cần không? Mọi cứ để thế nhá, bấm vào Z cho mình này. Rồi. Link retweet đúng rồi. Mọi người cần phải copy link này nhá. Copy cái username này Pokemon NFTS. Bấm vào đây. Bấm đây cho mình. Trách tích dẫn tweet này. A cộng Pokemon NFTS. Ok, sau bấm tweet lại. Rồi, đồng thời bạn muốn tweet xem cho mình. Sau đây bấm vào đây này. Bấm vào copy, sao chép link rồi. Gửi vào đây cho nó nhé. Gửi vào đây. Ok, bấm OK này. Rồi. Tiếp theo, nó hỏi là join vào kênh Telegram. Mọi người bấm vào join kênh Telegram này. Làm ở trên cái form này nó đơn giản thế nhỉ. Bấm tham gia. Ui giời, khá nhiều người tham gia. Rồi, quay trở lại form tiếp này. Bấm OK cho mình, bấm Z cho mình. Sau đây bấm OK. Rồi. Nhờ đây, ở giai đoạn này thì mọi người sẽ nhập username tài khoản Telegram mọi người vào nhé. Mà copy username tài khoản Telegram. Sau đấy nhập vào đây, bấm OK này. Rồi. Ở bước này mọi người sẽ lấy địa chỉ ví ETH hoặc BSC ở trên TRC20. Tron. Địa chỉ ví BSC này, ETH này hoặc là địa chỉ ví Tron nhá, Tron Wallet ấy. Sau đấy mọi người dán vào đây. Thì mọi người sẽ lấy địa chỉ ví ETH hoặc BSC ở trên Truth Wallet, ví Truth Wallet hoặc ví MetaMask nhé. Sau đấy mọi người sẽ gửi vào đây. Sao chép này. Ok. Dán ví vào đây. Rồi, sau khi dán xong mình bấm OK cho mình. Rồi. Ở đây nó bảo là mọi người website visit 8 giây à. Truy cập trang chính thức của chúng tôi để nhận 50k và phần thưởng sẽ được phát sóng 8 à. Mọi người bấm vào đây nhé, bấm vào trang này để xem, theo dõi. Connect ví à? À, cái này mọi người cần phải connect ví nhá. Ok, được rồi. Tiếp theo mình bấm vào đây cho mình. Bấm Z này. Sau đấy bấm submit cho mình. Rồi. Nó bảo là mọi người đã gửi thông tin rồi. Bây giờ mọi người sẽ copy cái link này cho mình nhá. Copy link này cho mình. Sao chép rồi. Ở cái bước này nếu như mọi người muốn có con nách ví này thì mọi người cần phải dùng ví MetaMask mọi người nhé. Hoặc là ví Tron Link nhé. Đây. Đấy, ví Truth Wallet nó không hỗ trợ nhé. Thế thì mọi người cần phải liên kết ví ví MetaMask hoặc ví Tron Link nhé. Bây giờ mình sẽ vào ví MetaMask này. Mình copy lên. Sau mình vào ví MetaMask này. Rồi mình sẽ kết nối ví này. Xem nó được cái gì. Bấm vào ba gạch này. Sau đây bấm phần trình duyệt. Rồi bây giờ dán link vào đây. Mọi người xem mình làm có được cái gì không nhá. Nó bảo là kết nối ví để nhận thêm 50 token. Rồi bấm tìm kiếm.
Ok. Bây giờ bấm connect. Connect ví này. Connect này. Kết nối này. Ở nó có ra hiển thị cái gì đâu. Nó chỉ bảo kết nối ví thôi. Đấy. Đây là lộ trình của nó nhá. Address này, đây. Nó có address này. Đấy, lúc nãy mọi người có thể kết nối vào trang chủ của nó ở trên này luôn nhá. Phê duyệt. À, phê duyệt. Để xem có phải claim được không. À, ok, ở đây là thì claim mọi người nhá. Đây mọi người sẽ claim này. Đấy. Thì mọi người sẽ nhận được là 50 token PKT luôn nhá. Đấy. Ở đây là mọi người kết nối ví và mọi người sẽ claim nhá. Đây Aeros này. Đấy mọi người sẽ nhận được là 50 token luôn. Đấy. À, đây là một link claim nữa. Ok thì link claim này mình cũng sẽ để phần mô tả cho mọi người nhá. Nếu như mọi người làm trong ngày thì mọi người sẽ bấm vào cái link ấy luôn nhá. Ok. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án nhận token Pokemon, một dự án rất mà hot nha mọi người, mới ra. Dự án này khá là tiềm năng đấy. Đấy là NFT Pokemon nhé mọi người. Và tham gia dự án mọi người sẽ claim được 50 token luôn. Ok, tạm biệt mọi người. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người như video tiếp theo. Con này sẽ list ở trên Uniswap này, Zuswap này, PancakeSwap này. Con này khá là tiềm năng. Mọi người thấy không ạ? Dự lộ trình của nó thế này. Đấy. Rồi, tạm biệt mọi người.